chân thôi. Nó mưa. Ừ. Thì nó có dưới chân thôi. Anh cần quần lên thì đi. Đi. Mang ô lên. Thôi. Thôi. Đây thôi, thôi, mưa rồi. Được, bây giờ lên lên cái chùa này nữa đây. Thì nó... Hết rồi gì? Trời mưa không? Mấy đi không? Đi không? Đi không? Bảy chùa tất cả. Đấy là em đi đằng kia là lượt bên đấy là nguyên quả. Đằng kia có nguyên tượng là cho đến hết chùa. Hết chùa là hôm nay là mình đi xuống lớp này luôn. Dưới này là xuống là không có chùa. À không có tượng. Kia là cửa hết một cái. Đấy. 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 Đấy, may đây, đây mưa to đấy. Chụp được mấy ảnh ấy, cái ảnh ở trước cửa đấy. Chính mưa to thế này em đi nó đỡ nóng. May con bảo chụp mấy cái ảnh ấy. Vừa chụp xong thì mưa to đấy. Không ơi trời. Nhìn trắng trời. Chắc hết rồi sao ấy. Thế này vào thì mưa đúng không? Nên hết dưới cũng như thất này. Nên cái lối đi thất này là đi từ bên kia vào cái này. Nếu mà tại thì mình đi lên. Mưa này không lên được thôi. Đây là hết rồi. Có cửa này là lên hết rồi. Con tài cái này là chú. Cao nhất là chỗ này xong rồi đây. Đây đây Thôi bố ơi. Này nè, không cho thắp hương đâu.
Mưa to nhé. Thôi mưa rồi. Ừ thì che hộ cái.